Một trong những kiếp nạn của Đường Tăng đó chính là tình ái. Và một trong những cái tình ái mà hay nhất là trong nằm trong cái đoạn mà Tây Vương Nữ Quốc. Thì cái nữ nữ vương ở Tây Vương Nữ Quốc đó quyến rũ Đường Tăng, đưa ra những dẫn chứng rất là thú vị. Bà ta mới rủ Đường Tăng đi trên một cái con đường ở ở ngoài vườn hoa. Thì mà cái bà nữ quốc đó bà mới dẫn chứng rằng á, nhìn nhìn những con ong bướm á, nó đều sống có đôi có cặp á. Đó là cái lẽ mà thường tình của đạo lý nhân gian, nên quyến rũ Đường Tăng là phải nên sống giống như những con ong bướm đó. Và con nàng ta đã đưa ra những cái biện tài để mà thuyết phục Đường Tăng cũng rất là rung động, nhưng mà với một chí nguyện phải đi thỉnh kinh thành ra và xuất gia. Thành ra những cái đường mặt đó cũng chỉ là những cái mà những cái làm rung động một chút xíu thôi. Và sau đây là ca khúc Tây Vương Nữ Quốc. Xuân bươm chân tung bay chậm chân, lòng vườn nữ thon thon buồn vườn y thơ, nhẹ chẳng bước qua tình y xa có ngày bằng quân dạ bước thím hoa. Buồn đời ai biết đâu ngày sau, ngày lễ một năm ở nhà giữ hai đứa con buồn quá đem đờn ra dạo. Xin chào.